Xin chào các bạn trở lại kênh Soba Nguyễn của mình nhé. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một món ăn được làm từ miến kết hợp với các loại rau củ, đó là salad miến các bạn nhé. Món ăn này thì là rất là thanh mát và thích hợp cho những bạn nào đang muốn ăn chế độ giảm cân và phù hợp với thời tiết giao mùa. Món miến này thì thay vì các bạn ăn hàng ngày là nấu xào thì bây giờ các bạn cũng có thể chế biến một cách mới khác, đó là các bạn làm salad hoặc là làm gỏi miến. Thì hôm nay mình làm salad miến cho các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm các bạn nhé. Để làm món salad miến này thì nguyên liệu đầu tiên đó là các bạn cần cho mình một gói miến nhé. Miến thì theo kinh nghiệm của mình, các bạn chọn miến Phú Hương để làm món salad này thì rất là ngon. Thì các bạn mua ở siêu thị người ta không bán lẻ thì mình sẽ mua một gói miến này về, nhưng tí mình sẽ không trần hết, mình sẽ trần một ít thôi. Đây là gói miến này. Nguyên liệu tiếp theo các bạn cần cho mình là xà lách nhé. Các bạn nên mua xà lách xoăn này cho mình nhé, đừng mua xà lách ta nhé, vì làm xà lách này thì mới ngon, nó không bị rách nát. Xà lách kia rất dễ bị rách nát nhé. Tiếp theo đó là hành tây. Hành tây cho mình 1/2 củ hành tây. Xà lách các bạn chỉ cần khoảng 3 lá này là đủ rồi. Cà rốt thì các bạn cho mình khoảng nửa củ cà rốt thôi nhá. Mình nguyên củ đây, tí nữa mình lấy một nửa thôi. Dưa chuột thế các bạn lấy cho mình 1/2 dưa chuột. Đó. Ớt. Tiếp theo đó là ớt thì các bạn muốn ăn món ăn cho nó hơi có vị cay the the thì các bạn cắt cho mình khoảng 3-4 lát ớt vào thôi nhé. Tại vì ớt này nó rất cay, cắt nhiều quá nó cay sẽ khó ăn các bạn. Tiếp theo nhé thì các bạn chuẩn bị cho mình giò. Giò thì các bạn chỉ cần 100g cho mình thôi. Thì 100g giò này là mình mua ở ngoài đang là 200g, tí mình sẽ lấy 100g mình làm. Thì ngoài giò ra thì các bạn có thể mua thịt hem, thịt nguội ở ngoài siêu thị về các bạn làm thịt hem, thịt nguội thì rất ngon. Nhưng tại vì ở chợ mình đi ra là không có thịt hem, thịt nguội nên là mình sẽ mua giò về tạm để thay hem nguội để hướng dẫn các bạn nhé. Tiếp theo này các bạn chuẩn bị cho mình xì dầu nhé. Xì dầu thì mình quen, mình thích ăn xì dầu của Nhật, đó là Suzu. Nhưng mà hướng dẫn các bạn thì mình sẽ khuyên các bạn lên mua xì dầu Việt làm. Các bạn có thể mua Chinsu hoặc là Nam Dương nhé, thay cho xì dầu Nhật này của mình. Đó. Và các bạn cần cho mình giấm đấy nhá. Các bạn mua giấm trung thành cũng được. Và các bạn mua cho mình dầu mè nhé các bạn nhé. Dầu mè thì ở ngoài có bán chai nhỏ, như chai nhỏ mình mua 100ml này là 20.000 ở ngoài siêu thị thôi. Và tiếp theo các bạn cần cho mình là dầu ăn. Dầu ăn thì như theo mình thì các bạn nên mua dầu ăn hướng dương của Nga, nó rất phù hợp với salad mà mình chế biến. Còn dầu ăn thông thường thì ăn nó hôi các bạn nhé. Tiếp theo là các bạn phải có vừng nhé. Vừng hay còn gọi là mè đấy. Các bạn rang lên cho mình. Và các bạn chuẩn bị cho mình ít tiêu. Ít tiêu. Thì tất cả nguyên liệu ở đây thì mình đã rửa sạch và sơ chế xong hết rồi. Bây giờ mình chỉ việc chế biến thôi. Bây giờ thì mình sẽ cắt miếng ra để em trần nhé các bạn nhé. Để trần biến thì các bạn đặt cho mình một xô nước sôi nhé. Và các bạn chuẩn bị cho mình một cái rổ để mình chắc miến ra. Và các bạn chuẩn bị cho mình một bát đá để ngâm miến vào đây cho nó, sau khi mình đã trần xong cho miến nó lạnh. Nước đã sôi các bạn cho 2 vắt miến vào cho mình nha. Các bạn đun 2 hoặc 3 phút. Sau đó các bạn cho ra rổ ra nước để cho vào nước đá nhé. Các bạn cho ra rổ cho mình nhé. Các bạn để ráo đi, dốc cái nước đi.
Sau đó các bạn đổ vào bát đá cho mình. Các bạn nhớ là bát đá này cho miến nó lạnh trở lại nhé. Làm salad là mình phải cần miến lạnh nhé, chứ đừng để nóng nhé. Với cả các bạn để nóng tí nữa nó lại lở thêm là sẽ ăn mất ngon. Các bạn để cho thật lạnh vào. Sau đó các bạn sẽ đổ ra rổ cho nó ráo nước. Sau khi ngâm lạnh thì các bạn cho ra rổ cho ráo nước cho mình. Thì các bạn để cho miến ráo nước và nó khô lại. Thì trong lúc chờ đợi miến khô ra nước, mình quay sang chuẩn bị cắt thái rau củ các bạn nhé. Rồi thì các bạn thái sợi nhỏ cho mình, thái chân hương. Mình sẽ thái chân hương sợi nhỏ các bạn nhé. Các bạn thái nhỏ cho mình. Các bạn thái chân hương to một chút cho mình nhé. Đó như này nhé các bạn nhé. Tiếp theo là hành tây. Hành tây thì các bạn bổ đôi cho mình. Sau đó lấy một lửa củ để các bạn thái lát nhỏ cho mình mỏng nhé. Các bạn thái mỏng cho mình. Hành tây để cho nó bớt hăng thì các bạn lấy một bát nước đá cho mình nhé. Các bạn để hành tây mà cho bớt hăng ấy, các bạn chuẩn bị cho mình một bát nước đá. Sau đó các bạn cho hành tây vào, các bạn ngâm một lúc cho nó bớt hăng đi các bạn nhé. Sau đó các bạn sẽ cho ra rổ cho ráo hành tây. Về cà rốt. Cà rốt thì các bạn dùng một cái bào sợi cho mình để các bạn bào nhé. Nếu không có bào sợi thì các bạn dùng một cái bào mài bình thường, các bạn dùng cái lạo này các bạn ạ. Còn nếu không thì các bạn có thể thái sợi chân hương bằng dao cũng được. Thì mình sẽ dùng bằng cái bào này, mình sẽ dùng chuyên dụng của bào của mình. Đó, mình cũng ra cái bào sợi như này. Bạn nhé. Dứa chuột thì các bạn lưu ý mình chút là các bạn bỏ hai đầu đi nhé. Vì hai đầu dưa chuột nó hay bị đắng, các bạn bỏ hai đầu cho mình đi. Sau đó các bạn bổ đôi quả dưa chuột cho mình. Và các bạn bỏ cái phần giữa này đi. Bỏ cái phần hạt này đi. Đó, các bạn bỏ phần hạt này đi cho mình nhé. Sau đó các bạn thái lát mỏng cho mình. Về xà lách thì các bạn cuộn tròn này cho mình. Sau đó các bạn thái cho mình. Các bạn thái, chú ý nhé, các bạn thái cho mình khoảng 0,5cm nhé. Đó. Hành tây thì sau khi các bạn ngâm đá khoảng 10-15 phút các bạn cho rổ ráo nước thì các bạn cho vào đây cho mình nhé. Tiếp theo là miến. Miến thì mình để đã khô rồi, bây giờ mình sẽ cắt cho miến bớt cái sợi dài nhé các bạn nhé. Cắt làm 4 này cho mình. Sau đó là các bạn cầm sợi miến, các bạn bóp một chút đi cho nó ra bớt nước cho mình. Đó, sau đó các bạn cho vào bát cho mình. Mình sẽ lấy một lửa thôi, vì mình thấy là nó lở ra rất nhiều nên là mình sẽ lấy 1/2 thôi cho nó phù hợp với cả cái salad này của mình. Đó. Thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách pha sốt để trộn vào cái salad miến này nhé. Để làm cho một đĩa miến salad như này, các bạn sẽ đong công thức cho mình như sau. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái muỗng khoảng tầm 15ml nhé. Các bạn đong cho mình một muỗng này dầu. Một muỗng này xì dầu nhé các bạn. Một muỗng này giấm cho mình. Và 1/2 muỗng dầu mè các bạn nhé.
các bạn cho mình một muỗng năm này tương đương với 1/3 muỗng này các bạn nhé, là đường nhé. Còn bạn nào muốn ăn ngọt hơn thì cho thêm cho mình. Tiêu các bạn cho một ít vào cho mình nhé. Sau khi tất cả các gia vị các bạn đong vào đây rồi, các bạn đánh đều cho mình. Sau khi đánh các cái gia vị quyện đều vào nhau, các bạn cho mình khoảng 3-4 lát ớt mỏng nhỏ thôi nhé. Các bạn đừng cho nhiều cay nhé. Các bạn cho vào trộn đều cho mình. Cứ cho tất cả các bạn nhé, không mặn đâu nhé. Chỗ này mình đã định lượng rồi. Các bạn cho mình một muỗng gừng vào nhé. Các bạn trộn đều lên nhé. Món này là nó thanh, vị nó nhẹ, chua chua, hơi hơi ngọt và có vị hơi the cay một chút của ớt nhé. Món ăn này là rất thích hợp cho thời tiết ra mùa và hợp cho các bạn đang có muốn ăn chế độ ăn kiêng thì nó ít tinh bột. Mà các bạn có khi buổi trưa các bạn ăn món này, các bạn không cần ăn cơm cũng được. Chỉ cần một đĩa này thôi là các bạn cũng có thể là xong một bữa buổi trưa, cũng đầy đủ chất dinh dưỡng. Xong rồi, bây giờ mình sẽ cho salad này ra đĩa cho các bạn nhé, để mình trang trí nhé. Vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn là món salad miến. Yêu cầu sản phẩm của món ăn này như sau. Đó là các bạn có một vị thanh mát nhẹ, có vị hơi chua chua và hơi một chút ngọt của đường. Và nó nổi vị thơm của mùi đặc trưng của là miến, với cả nếu mà có dăm bông thì nó sẽ thơm mùi dăm bông. Còn đây là giò thì nó sẽ thơm mùi giò các bạn nhé. Thì nó có vị the the cay của ớt nữa. Thì món này rất phù hợp cho các bạn ăn kiêng như mình đã nói, và rất phù hợp cho thời tiết ra mùa hoặc là mùa hè. Thì các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, các bạn đăng ký kênh, chia sẻ để ủng hộ mình ra những video tiếp theo. Chúc các bạn thành công trong món ăn này. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.